Cái máy bắn bóng tuyết này. Ê, mình thử bắn Thank thử you. cái đó. Đi Rồi. được mày. Cái địch mà bị lốc rồi ấy, thì nó sẽ không có hiệu ứng gì cả. Đấy. Đi trên mặt nước anh. Cái này chỉ áp Bỏ dụng so với cả những kẻ địch mà còn sống thôi. này. Rồi. Đấy. Mà nó sẽ biến thành cái con người tuyết này này. Đấy. Đấy, sau một lúc thì mình có thể biến trở lại thành người và nó không có tác dụng với cả đồng đội. Không được, không được, không được, không được, được. Cái con này thì có thể là dùng để qua cầu được. Mọi người bắn xuống nước này, nó sẽ tạo cho mình một cái sàn băng này để cho mình có thể đi trên mặt nước. Cái này có khi là đi qua cầu hợp lý đấy anh em ạ. Đấy, bị cam cầu hay như nào ấy, mọi người cứ bắn xuống rồi bắn nó tạo thành một cái sàn băng ở dưới lòng cầu ấy. Đấy, nó ngon. Rồi. Ở trong cái khu vực sự kiện thì mọi người có thể tự bắn cho mình biến thành cái con người tuyết này này. Đấy. Xuống ở đây làm Hà cho bắn kẻ người địch tưởng Hà là bắn điện thoại người tuyết mặc định. Đấy. Ở trong cái map Divic thì có Bluezone. Mình không biết là các map khác thì có hay không, nhưng mà trong map Divic này có cái vòng zone kiểu màu xanh da trời ấy. rồi Đấy, xem bị dính một phát là coi như là biến thành người tuyết rồi này. Đấy, một khoảng thời gian rất là đi lâu câu thì mới có view thể biến trở lại thành người bình thường. Đó là một bán trong đi nhỉ. những cái mới. Rồi, hello, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh của tôi đi. Hôm nay mình sẽ làm clip review cái sự kiện mới nha anh em, sự kiện mùa đông. Đúng lắm anh em ạ. Ở trong sự kiện đợt này thì nó có 3 map Rivik này, map E với cả map VKD, thì mình sẽ làm lần lượt nhá. Rivik này, tí nữa sang E rồi cuối cùng là VKD. Nhặt xuống nhanh nào, nhặt xuống nhanh nào. Mình sẽ xuống cố gắng clear khu sự kiện này. Hôm nay cũng Hôm qua mới chơi cái tiếp tục bởi vì thằng này đang bắn thẳng là hôm qua mới chơi gãy liên tục anh em ạ, bởi vì chưa có thuộc map, cả đông người lắm. Rồi tôi xin tại vì mỗi map là chỉ có một khu sự kiện thôi mà, thành ra là mọi người tập trung hết xuống đây để lấy cái hồi sinh. Ôi, ai đã rung chuông rồi, chuông 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 chuông, mình phải tranh thủ lên đặt thính ăn thính. Đây này, thế như này. Khi mọi người rung chuông ấy thì là có một con tuần lộc nó thả cái thính xuống. Ở trong thính này nó có rất là nhiều đồ. Đây có thể nói gọi là siêu thính luôn anh em ạ. Giáp 3 mua 3. Súng hạng nặng hạng nhẹ có hết. Giờ mình sẽ sử dụng ốp đi. Hôm nay ông ấy rung chuông nhanh quá. Rồi, lốc 1. Lốc 2. Hình như hiện tại là chỉ có bản Việt Nam update thôi anh em ạ. Nói chính xác là bản Việt Nam update trước nên thành ra là 1 2 ngày đầu chỉ có mỗi anh em Việt Nam chơi với nhau thôi. Đấy, thì tầm 2 ngày sau rồi. Tầm 2 ngày sau ấy thì các bản khác mới update thì lúc đấy mới gặp người nước ngoài nhiều, chứ còn bây giờ chỉ có toàn gặp Việt Nam thôi, quanh quẩn chỉ có Việt Nam thôi. Chỉ trông như boss đấy anh em ạ, biết phải boss được không, của Bangladesh. À quên cái tảng băng này. Đấy, mọi người có thể dùng tay không đập này, mà cách nhanh nhất đó là dùng súng anh em nhé. Đấy, mọi người có thể phá ra và nhặt được những cái vật phẩm cho mình. Ui, bên kia vẫn còn người kìa. Xuống nhanh không là bị nó móc. Đấy, bắn thêm này. Cái ván trượt ở đây thì mình cảm giác là đi rất là nhanh. Nhanh hơn so với cả cái ván trượt được trước, nhưng mà từ từ để mình xem nữa.
một, từ từ, thế rồi, hai, gạt luôn. Nhưng mà cái ván trượt ấy cứ đi ra khỏi những cái khu vực tuyết ấy thì nó lại đi chậm, không biết lý do tại sao anh em ạ. Cái ván trượt đợt trước thì có thể là đi ở trên bề mặt nào nó cũng gọi là ok, nhưng mà cái này mà đi ra khỏi tuyết một phát đó, ra những chỗ mà có mặt đất thì thành ra lại đi chậm. Mọi người cứ thử đi xem có bị giống mình hay không nhá. Đấy, cảm giác cái đi chậm chậm này. Đấy, nó cái kiểu bị giật giật đấy anh ạ. Bên này chúng nó đang bắn nhau anh. Thế này. Một. Ôi chết luôn rồi. Vãi. Rồi, đâu. Ê, ngay sau tổng đá. Khó gạt quá. Cứu nhau này. Rồi, liều một tí mini anh em ạ. Còn đấy, còn chỗ phía khu nhà nữa. Nó đang bắn nhau với cái team mình vừa lúc. Rồi, chạy đi bạn ơi. Đúng rồi. Một viên. Không gặp được rồi. Chạy bo đi. Ui giời ơi, một viên rồi đấy anh em ạ. Mình nghĩ là nó đang chạy ra chỗ thằng kia để cố cứu ấy. Rồi sao? Lia luôn à? Ô, lia luôn anh em ạ. 17 kill rồi. Móc này, móc này. Thằng này chắc chắn nó còn đồng đội. Để mình kê xem. Rồi, thế rồi. Ơ. Ui dồi ôi, nó nhìn thấy mình rồi anh em ạ. Đấy, chắc là đồng đội nó báo vị trí, thành ra nhìn thấy mình. Chết luôn. Còn hai thằng nữa, thằng này vẫn còn lốc. Vậy là thằng này cùng team với cả cái thằng ở đằng sau. Cái thằng đằng sau đang lốc số 3 rồi kìa. Này nó bắn từ trên mái Mister anh em ạ. Mình phải lên mái móc nó thử xem nào. Đang 18 kill rồi, 19 kill rồi. Đây rồi. Ui giời ơi, ông ơi đi ông cay ạ. 20 kill. Ôi trời ơi. Đợt này thì có cái tượng, tượng top 1 mới anh em ạ. Bên dưới thì ghi cái gì? Bây giờ top 1 à? Ở bên dưới đó chắc là kia cái giải đấu năm 2023. Tượng này mình thấy nó không đẹp cho lắm. Nhìn nó cứ kiểu ái ái, hồng hồng. Điệu nhảy cũng mới luôn. Rồi, mình quay trở lại đây. Mình sẽ nhảy. À quên trơn mắc e nhá. Chép đồng đội mẹ, đang ăn. Mẹ, số 4 này hình như Tony Sama ấy. Tên quen phải. Phải, cái ạc này là ạc phụ của ạc phụ luôn mà ông này cũng nhận ra hả? Mẹ ông số 4 nhìn là Tony Sama lắm nhá. Cái thì ông này chứng tỏ hay xem clip lắm này. Cái hạc này mình thi thoảng lắm luôn ý. Thi thoảng lắm thì mình mới làm clip. Cái hạc One Kill là bán rồi. Hạc đối tác thì vợ mình chơi. Mình chủ yếu bây giờ chỉ có lấy hạc trên shop hoặc là những hạc phụ mình chơi thôi nha mọi người. Hiện tại thì cũng đang tìm kiếm những cái con hạc mà có M4 băng, mũ đinh và sắt cướp băng để làm các đối tác của mình thì có full hết những cái đấy, nhưng mà vợ mình chơi nên thành ra là mình muốn mua thêm một cái ạc gọi là, nếu mà được thì chỉ có những đồ đấy thôi anh em ạ, chứ còn ạc quá VIP quá mình cũng không có nhu cầu để mua. Ôi tranh thủ lên rung chuông cho anh em xem, tại vì lúc nãy có bọn bắn nhau dưới kia ấy. Nên thành ra là cũng hơi hoang mang. Mình thì mình nghĩ là chúng nó chưa dám lên đây đâu. Bởi vì team mình là team lên đây đầu tiên mà. Kìa đang bắn nhau bên dưới kìa, có tiếng xe bên kìa. Đây này. Rồi. Gạt luôn. Team mình là team lên đây đầu tiên.
Nên thành ra là chúng nó sẽ nghĩ ở trên này có người và chúng nó không dám lên đâu. Bên này cũng có người anh em ạ. Thôi xuống. Đơm được thằng nào hay thằng đấy. Ít mạng quá, trận này đường bay nó không bay qua khu sự kiện anh em ạ. Cách xa quá. Đây rồi. Ô, hình như gạt cho đồng đội, đúng rồi. Ê, tưởng. Thôi, sáng chơi luôn đi. Có thằng xa, mình nghĩ là bot. Ui, tôi chết rồi. Ô, bạn chạy thôi bạn, tại sao bạn nằm đấy? Ông này chắc là không biết phương hướng bắn rồi. Trời ơi. Còn trong nhà nữa anh em ạ. Ui, không lên được mái rồi. Ê, nhanh nhanh nhanh. Ui, dồi ôi, chết ra. Hoa đen cho đồ bắn kem. Khi mình cầm súng ăn, bạn hơi bị nhầm rồi. Đuổi theo bằng được. Đây rồi anh em ơi. Trên cái đường này này, cái lúc mà mọi người nhảy ra ấy, mọi người hướng tông về phía bên nào thì nó sẽ nhảy ra về phía bên đấy nhá. Cho anh em là mà chưa biết. Này, dưới chân mình này. Ôi rồi ôi, tôi chết trượt rồi. Hình như là thánh giáp vú. Vú to, vú to. Tó vu, tó vu. Ke đi đúng không? Ke đi. Ke đi bạn ơi. Nốc 2. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cả hai thằng luôn. May quá vẫn được 5 kill ở đây. Không biết là còn người hay không nhưng mà. Ôi, vẫn còn người, vẫn còn người. May quá. Hồi trước là nó hay bị kiểu lag số người trên minimap ý. Bây giờ thì hết lag rồi anh em ạ. Có một thằng nó ở bên trái và một thằng trước mặt mình. Đấy, mình sẽ chơi cái bài gọi là chiến thuật. Một là bắn nó thành cái con người tuyết. Hai là mình sẽ xây những cái gọi là lốp cốt lên. Đấy. Và sau đấy thì mình sẽ lén lửa. Để khi chạy thì nó sẽ bị vướng, chạy được khó. Đây này, đấy, chạy đi đâu được bạn ơi. Rồi, vậy là còn thằng bên trái thôi anh em ạ. Rồi, xong, hết. À đâu vẫn còn một thằng kìa. Cũng còn một thằng nữa anh em ạ. Không biết. Lên rung chuông cho anh em xem nhá, rung chuông vàng. Không biết hồi xưa có ai hay xem cái chương trình Rung Chuông Vàng giống mình không? Xem chương trình đấy rất chi là hay. À, rung chuông lên một phát là phía bên này là sẽ xuất hiện đấy, một cái cỗ xe tuần lộc và thả một hòm thình xuống. Đấy, đây là một cái quá trình đầy đủ nhất mà lúc nãy ở map Levik mình chưa có làm cho anh em xem. Đồng đội tới rồi. Ui giời ơi, số người 6 anh em ơi. Má ơi. Kia bọn kia lên chậm ấy. Giống kiểu chủ yếu bọn này nó lên nó lấy hồi sinh mà. Còn có 4 thằng thôi. Thằng này nó vừa giết một thằng rồi anh em ạ. Đây. Ngay vị trí tiếng chân như này thì mình nghĩ là chỉ có ngồi đây ke cầu thang thôi. Cứ check một quả đã rồi đốc luôn. Rồi ù quá, vừa quả bom mới ù quá. Nhìn trên minimap thì nó mới chuẩn được. Lên xe, lên xe, lên xe. Đây là cỗ xe tuần lộc này. Con này thì được cái là tốc độ thì mình nghĩ là cũng ngang ngửa buggy hoặc là xe máy đấy. Mình nghĩ là không nhanh hơn xe máy đâu. Nhưng mà được cái nó có cái bật nhảy ấy. Có thể vượt chướng ngại vật được. Những cái hàng rào hoặc là những cái mái nhà kiểu tầm thấp tầm trung thôi thì có thể nhảy qua được. Mở mic được rồi. Tốc độ cũng khá là ổn. Con này bay lên nhảy xuống thì không sợ bị ngã xe anh em ạ. Như có gì à, gì tôi vào vào phòng tôi ngủ một tí là tôi không bật được. Tôi lại kêu ở nhà tôi không. Thế ông có làm gì không? Ui giời, gì mà vào không kịp luôn à. Chơi game, đi ra thì không thích. Không rủ gì ăn thịt luôn.
À mình chơi cái đặc biệt nữa, mẹ người ta nhìn điếu chưa? Được không? Tí nữa ông lên là YouTube ông tìm Tony Sama xem ông Tony Sama có đăng clip không? Ông đi đây chắc là Tony Sama đó. Bạn ở có trong bốn team này nhận ra mình anh em ạ. Đấy, à, tôi nghi vậy. Ra. Con đi đọc mái, bây giờ nó fix rồi sao ấy. Bước trước này ngang rồi. Ôi trời, cái mẹ gì đây? Đây, đang ra, đang ra, đang ra. Chết cha. Bạ, đúng rồi. Lốc 1 rồi. Hay. Không giúp mặc áo ông số 2 kia thì hết hồi sinh rồi anh em ạ. Đấy thế. Rồi xong, Lia. Awesome. Ui, ông số 4 mẹ mà bắn hay thế nhỉ. Không, tôi đã kêu này thường, là Tony Sama lại còn. Còn tiếng xe, oh, đồng đội xa vậy là tiếng xe đằng sau là của người anh em ạ. Hình như nhìn thấy mình nhỉ. Ôi sao nó có. Cái con tuần lộc này nó cũng có xăng anh em ạ. Đi lâu là mất xăng ấy. Mà chính ra thì watch đúng out. Như thế mà bởi vì con tuần lộc nó bằng gỗ hay bằng sắt mày thì... chim ấy. Mày là ui chết cha không ra được. Thôi đẩy nhanh còn kịp này. Mẹ ơi. Đuổi ra ông ấy ổn quá. Mình cho nó quả bom vào. Cái gì mà chó ăn mèo thì đây đây. Lock 1. Gạt luôn. Rồi, liều. Ôi giời ơi. Ý gì vậy? Bắn hay vãi đái. Bắn cái súng bắn tuyết này. Awesome. Chua sướng à. Nó tạo thành những cái lô cốt. Lô quay. Lô quay. Lô quay bắn mẹ ông ấy đéo có kill. Này nó cũng bắn luôn. Ông lô quay bắn đéo có kill luôn nữa. Cái bắn xa mình nghĩ là không ăn thua đâu. Cái lắc lắc mát ở người nhưng mà sao không thấy gì. Cái máy bắn bóng ấy, mình nghĩ là chỉ gọi là chủ yếu là để support hỗ trợ để cho mình xây những cái lô cốt hoặc là đi dưới mặt nước ấy, chứ còn mà để bắn địch thì hên xui lắm anh em ạ. Lên danh cao á, chắc là chưa kịp bắn địch cái thì bắn cho mình vỡ mồm luôn. Ôi ôi bạn ơi. Thằng nào nó bắn mình, ôi trời chết rồi. Thằng nào bắn mình ấy anh em ạ, phía nào ấy. Awesome. Cứu 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 đồng đội ơi. Mày quá vẫn cứu kịp. Mic đồng đội hơi ồn nên mình tạm tắt mic đi. Một này. Mày núp ở đây đúng không? Cho mày chết. Lát xác luôn. Rồi, còn thằng kia rồi. Cái này này bò đi đâu được các bạn? Đã không bò được đâu. Watch out. Vừa thấy thằng chạy qua rồi. Mình nghĩ nó không ổn đâu, mình sẽ đi móc đi. Bọn này nó ngoài bo mà, kiểu gì cũng chạy bo mà thôi. À đây thế rồi. Ui giời ôi, ui giời. Ê, thằng kia nó chạy nhanh quá. Mình mà nhìn thấy sớm hơn thì ngon. Chờ nó không chạy qua cứu đồng đội đâu, ngoài bo rồi mà. Ui, đã chạy ra đây rồi. Vai trưởng thế không chết luôn á. Máu tóe như tiết canh gà luôn ạ. Đó, bắn thằng làm bọn là trên đồi ấy anh em ạ. Đây này. Rồi, lốc. Ủa? Lốc 1. Mới kịp nhìn. Vẫn còn ở trên đồi ấy. Không gặp được rồi. Kiểu bọn này chắc là bắt đầu chạy bo anh em ạ. Đây này. Watch out. Đây này, đây này. Cho mày chết. Hết kịp nhá. 19 kill rồi. Chạy bo đi bạn ơi. Đây này. Chết chỗ khuất rồi anh em ạ. Thôi, mình sẽ đi móc nó nhá. Vòng ra đi móc nó. Hình như nó chưa nhìn thấy mình. Nó mà nhìn thấy mình có khi nó ra nó bắn trước rồi. Hình như chưa nhìn thấy. Đây rồi.
Ui rồi, ôi biết thế đứng dịch sang trái tí là nhìn thấy cả hai em luôn. Đây mình nhìn thấy mỗi một thằng anh em ạ. Hết đạn nó mới đau chứ đi. Hết sạch đạn út. Thằng này nó khó kia ơi. Ui rồi. Ui rồi, không mở G3 vẫn chưa thay đạn. Trời ơi anh nghịch ngu rồi. Chủ quan quá anh em ạ. Mở G3 bắn được chứ còn cầm DPS mà bắn ra đấy thì nó trước mặt tôi này, đây này. Watch out. Đấy, hướng này. Giờ ông cứu thì chỉ có dùng ván thôi mới đi bắn được. Rồi, cố lên. Có hay quá. Rồi, chặn tôi này, chặn tôi, chặn Watch tôi. Out. Nghe, nghe. Chạm tôi đi không là chết. Ôi giời ơi. Bó tay rồi. Còn có mũi thằng. Và không được cấp 1 nữa thì đúng là không có gì để nói. Rồi mình đi quay trở lại đây. Sự kiện đợt này thì nó không cho mấy cái móc treo hoặc là những cái gì bay bay như là những cái sự kiện đợt trước ấy, thành ra là chạy hơi khó anh em ạ. Rồi một thằng DBS đó, DBS nó thụt trò rồi, lại hồi sinh cho chiến lại luôn anh em ạ. Số 2 vẫn còn sống, mình sẽ nhảy ra chỗ số 2. Xuống. Này nhớ. Ô tưởng số 2 bắn không phải à? Vãi. Ghê bọn trên bắn không? Để ra solo đây này. Một. Hai. Mic on. Ui dồi DPS, bạn không có mũi nhưng bạn cầm DPS đi này. Vẫn còn 2 viên chứ không phải hết đạn đâu. Thế mà không biết tận dụng. Ngon thế nữa. Mark the location. Rồi xong, cả thêm của em 5 kill rồi anh em ạ. Kìa. Nó đã bắn nó chạy cho như thế rồi mà ông số 2 ông không nghe thấy à? Mày ra là chết. Thằng này sắc nãy bị mình bắn yếu rồi. Thế mà không lùi bơm máu đi. Tham cơ, tham mạng, cố ra gạt anh em ạ. Chết cha, nó đẩy mình ngồi. Ui dồi ôi. Số 2 bị thằng ở trên này lốc rồi. Ôi. Hai, gạt hai luôn. Thằng chết đã nhảy xuống rồi. Chết nhảy. Bye bye. Rồi. Liêm một team anh em ạ. À, còn mỗi mình sống à? À đâu còn hai thằng mà. Còn thêm một thằng nữa. Mình sẽ dùng chuông tiếp anh em nhá. Trận này có ốp hay sống ốp chứ không là mình sẽ dùng DPS. Ở trong khu này thôi chứ còn ở ngoài map bình thường ấy, nó rải rác cực kỳ nhiều DPS. Có thể nói là cái map này nó gọi là gì nhỉ, thế giới của DPS anh em ạ. Cứ đi là gặp thấy một khẩu. Anh em nào mà có nhu cầu mua hay là bán hàng thì qua shop của mình là tolisama.vn nhé, shop bán hàng chính chủ của mình. Cái đây shop tolisama.vn là sẽ thì cái phần gọi là chat với cả admin ấy, cứ vào đấy là có thể liên hệ được với mình nha. Đấy, mua hay bán hàng thì cứ inbox cho mình. Con này chắc chỉ thích hợp dành cho kiểu người yêu thôi anh em ạ. Đấy, người đằng sau ôm em người đằng trước. Ở trong khu sự kiện thì nhìn lên bầu trời nó rất là đẹp, mà ra ngoài phát thì lại trở lại thành một cái map bình thường thôi. Đây rồi, đang bắn nhau. Ồ, tớ xin nhá. Thank you Vinamilk. Lên, lên. Bắn. Không ngờ nó bắn.
Này mà nó nằm sấy là mình cũng chết đây anh em ạ. Chứ không phải dòng ra đâu. Lên xe số 2 ơi. Rồi hay quá. Hiểu ý. Con này chắc là được làm từ gỗ chứ không phải thịt đâu. Từ thịt thì nó sẽ đi nó sẽ không bị mất xăng. Thằng này đã chạy vào đây rồi. Ô tưởng nó ra nó chạy vào nhà. À chạy đằng sau. Ô chạy đâu vậy? Thằng này mặt yếu lắm rồi đấy. Thằng này chạy luôn anh em ạ. Trời ơi. Chạy đâu đấy bạn ơi. Xuống cầu rồi, xuống cầu rồi. Rồi xong chết. Gạt luôn. Khổ thân. Bên này có tiếng súng tiếp này. Rồi mình thấy thôi. Ui dồi ôi headshot rồi mà không chết. Đây mình sẽ để cho nó chạy gần. Nó chạy qua cây đi. Là nó sẽ không thể quay, không thể chạy quay trở lại chỗ backup nữa. Vào đây bản thính hợp lý rồi. Trên núi đang có bắn nhau kìa. Map này cũng rất là nhiều thính nha anh em. DPS, DPS và thính là chùm luôn anh em ạ. Mình còn chưa kịp đăng mấy cái clip map thường về VKD mà đã ra sự kiện rồi. Không biết là bao giờ mới nên đăng clip map thường VKD đây. Mình làm trước để tránh những cái hôm mà hết sự kiện ấy để đăng ấy. Nhưng mà chưa gì đã ra sự kiện mới rồi. Rồi thằng cuối cùng này anh em ạ. Nghe rồi. Nghe tiếng chân đi có vẻ đã hơi củ chuối nhở. Có khi nào là ngáo hay không? Ui con lên được mái rồi. Lên được mái thì ngon. Hình như phía bên trong này. Rồi thế rồi. Hơi ngáo ngáo. Ui trời ơi ông ngáo thật anh em ạ. Bye. Ok mọi người xem clip này hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ nha. Sự kiện đợt này nó chỉ có như thế thôi. Và nếu mà ai có nhu cầu mua hay là bán đạc thì qua số của mình là tolisama.vn nhá. Số bán đạc chính chủ mình. Đấy cái điệu nhà mới này. Tolisama.vn.